Chào anh chị và các bạn. Trong một vài phiên giao dịch gần đây thì có nhiều nhà đầu tư bày tỏ cái quan ngại về việc là một số cổ phiếu có tính chất đầu cơ tăng trầm tăng trần bất chấp. Với cái khối lượng mà đắp mua uh, Trần rất là lớn uh, và nó thể hiện một cái điều quan ngại mà trước tới nay thì rất nhiều những cái nhịp sóng của thị trường nó đã đều trở thành hiện thực đó chính là khi mà những cái cổ phiếu nhỏ thấp hơn mệnh giá tăng trần bất chấp là cũng là thời điểm báo trước cho cái kịch bản là thị trường là nhiều khả năng có thể sẽ chấm dứt cái xu hướng tăng trước đó vậy thực hư của cái câu chuyện là cổ phiếu penny tăng trần tăng trần bất chấp như vậy thì đúng sai ra làm sao thì kính thưa anh chị và các bạn là trong lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán thì thông thường khi mà các cái cổ phiếu nhỏ đặc biệt là những cổ phiếu siêu nhỏ được coi là những cổ phiếu rác trên thị trường khi tăng trần một cách bất chấp đồng nghĩa với việc là một số các cái nhà cái lớn đặc biệt là những cái cái chuyên lái các cổ phiếu hàng rác lúc này đã có một cái sự tự tin nhất định sau khi là chốt lời hoặc là hiện thực hóa lợi nhuận ở một số các cái cổ phiếu blue chip trước đó ví dụ FPT thế giới di động uh, VCS phú tài hay là nhóm uh, cảng biển khu công nghiệp nhóm dệt may rồi rất nhiều một cái số các cái cổ phiếu riêng lẻ khác mà đã có một cái nhịp tăng trước đó trong cái giai đoạn từ đầu năm 2009 tới nay với cái mức gọi là tăng dịch chuyển nhiều cổ phiếu đạt tới là 4 năm phần trăm cho một cái giai đoạn là hơn 10 tháng giao dịch trở lại đây cũng là lúc này thì trong số những cái nhà tạo lập những cái nhà cái lớn có cái mức biên lợi nhuận từ những cái cổ phiếu blue chip lớn như vậy thì một số các nhà đầu tư nhỏ cũng có một cái biên lợi nhuận tương tự khi họ bắt đầu có những cái biên lợi nhuận nhất định là lúc mà sẽ có những cái sự tự tin và cái sự tự tin thái quá nhất đó chính là cái câu chuyện bất chấp cái thị trường dịch chuyển như thế nào thì một số cái cổ phiếu không cần biết là doanh nghiệp làm ăn ra làm sao lịch sử trước đó như thế nào và cái việc là dù À, trước đây nó có thể là một trong những cái cổ phiếu gây ra rất nhiều những cái thương đau cho khá nhiều các nhà đầu tư Ví dụ như trong thời điểm hiện tại chúng tôi đang làm video này thì có cổ phiếu FLC Một trong những cái cổ phiếu mà đã gây ra rất rất nhiều thương đau cho rất nhiều anh chị và các bạn Trong suốt cả một cái chặng đường lịch sử kéo dài của cái cổ phiếu này kể từ năm 2014 đến nay kể từ năm 2014 thế này và trước đó nữa là những cái năm 2012 đây là một trong những cổ phiếu siêu đầu cơ một trong những cổ phiếu mà gọi là xé giấy bán giấy lấy tiền có thể nói là như vậy bởi vì không khó để anh chị và các bạn nhìn thấy được rằng là cái giai đoạn đầu của cái cổ phiếu này thì có những thời điểm nó đã lên tới 26, 27, thậm chí 30 nghìn. Sau đó thì có một cái nhợ, cái đợt giảm dạ dài từ năm 2012 sau khi mà cái hoạt động làm ăn kinh doanh cũng như là những cái việc bán chui cổ phiếu của ông chủ doanh nghiệp của cái doanh nghiệp này, đưa cổ phiếu này giảm giá không phanh từ mức 26.000 mà có thời điểm thấp điểm nhất là còn 2.500, 2.800. Và sau đó thì lại gọi là chứng nào thì tật đấy đến đầu năm 2014 Cuối năm 2013 thì cổ phiếu này một lần nữa được một số cái nhóm đầu cơ đã kéo lên với cái mức kéo từ 2009 và thời điểm đỉnh điểm đã chạm mốc 10.000. Và ngày hôm nay trong lúc chúng tôi còn đang làm video này thì cổ phiếu này cũng đã có hai phiên tăng trần là phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay. Cổ phiếu này cái mức thấp điểm nhất tại thời điểm gần đây nhất là ngày cuối tháng 11, cuối tháng 10. Sorry anh chị em và các bạn, cuối tháng 9 đầu tháng 10 là vào ngày 19 tháng 11 tháng 10 gần đây thì mức giá của cổ phiếu này là 3.300 đồng Và rất nhiều cái đồn đoán cho rằng cổ phiếu này sẽ được cái nhóm lái nào đó gọi là có một cái thông tin là nhóm nào đó sẽ mua uh, phát hành của cái cổ phiếu này Rồi mua với mức giá mệnh và đồn đoán nhau rằng là sẽ đưa lên cái mức giá 10.000 Việc bàn sâu về một cái cổ phiếu, một cái doanh nghiệp mà giữa cái câu chuyện làm ăn nói chung là có thể khẳng định rằng là làm ăn như ship nói chung là phải dùng một từ là tức là làm ăn rất là tồi tệ và kém trong suốt nhiều năm trở lại đây chứ không phải là đến bây giờ mới nói thì rõ ràng cái cuộc chơi tại đây hay là AMD cũng là một trong những cổ phiếu tương tự như thế AMD là công ty cổ phần đầu tư khoáng sản FLC là một trong những cái cổ phiếu y chang như vậy với cái mức suy giảm trong suốt nhiều năm trở lại đây kể từ năm 2000, 2017 tới nay từ tháng 6 năm 2017 có thời điểm đã được kéo lên đến mức 23.000, 24.000 và thấp điểm nhất là những ngày gần đây cổ phiếu này chỉ còn bán với cái mức giá 1.500 trên một cổ phần nói chung là nó là rác tức là gọi là những cổ phiếu siêu rác và rác thì gần đây thì ba bốn phiên gần đây thì được kéo tăng lên những cái ví dụ điển hình như vậy và kết hợp với một vài cổ phiếu khác ví dụ như là fit ví dụ như là hai là những cái cổ phiếu mà rác và siêu rác trên thị trường trước đây thì nó là những cái cổ phiếu gọi là cái 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 khung sườn hay là gọi là những cái tờ giấy để được được các ông chủ của doanh nghiệp này đánh bóng và đưa lên thị trường bán với mức giá cao và siêu cao những người đã tham gia đầu tư trong vòng từ 5 năm trở lại đây thì đều biết rõ điều này ngay cả pha rốt cũng vậy mà và nó đã đem lại rất nhiều thương đau cho rất nhiều những anh chị em và các bạn gọi là trao chọn niềm tin không đúng chỗ và đến ngày hôm nay thì nó lại đang quay lại với cái câu chuyện đó là kéo lên và đưa những cái cổ phiếu này với mức tăng trần bất chấp và ai là người đưa cái khối lượng tăng trần bất chấp. Ví dụ như FLC, khối lượng giao dịch à, hiện nay là 2,7 triệu cổ phiếu, tuy vậy có tới 11 triệu cổ phiếu đắp trần. Ai, đơn vị nào, doanh nghiệp nào và tổ chức nào đang làm cái chuyện đó, đang đắp đắp trần một cách bất chấp như vậy. Chúng tôi không bàn về cái câu chuyện đó để xoáy sâu vào những cái điểm gọi là tiêu cực của thị trường bởi vì chúng tôi đã có quá nhiều những cái cảnh báo thậm chí có những cảnh báo gọi là từ những cái vùng giá rất cao của Faros của FLC từ những vùng giá mười mấy nghìn đồng về những cái cổ phiếu mà tốc độ xé giấy thì còn nhanh hơn là tốc độ photo và copy thì đương nhiên là cái cảnh của một cái câu chuyện là cổ phiếu về với mức giá hai ba nghìn là điều đương nhiên có và dễ dàng nhận ra từ trước sớm còn ngày hôm nay thì chúng tôi nói đến câu chuyện này không phải vì là chỉ trích hay là gì đó nữa mà chúng tôi nói đến nó là vì cái câu chuyện nhiều nhà đầu tư và nhiều anh chị và các bạn lo ngại cái câu chuyện này điều này là điều đáng lo ngại chứ không phải là không nó là cái tín hiệu cho cái câu chuyện cuối của một đợt sóng tăng dài hạn và khi đã là cuối của một đợt sóng tăng dài hạn thì nó tiềm ẩn những cái rủi ro rõ ràng là chúng ta đang thấy kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở cuối cái chặng đường à, tăng giá của thị trường và, và cũng là à, của cái quý 3 năm 2019 thì đang manh nha và bắt đầu xuất hiện như những cái dự báo trước đó của tháng ơi thì rõ ràng là thị trường của chúng ta hoàn toàn có thể sẽ công phá vượt 1.000 điểm trong những phiên sắp tới Tuy vậy cái câu chuyện vượt nghìn điểm, à, điểm rồi đạt mốc 1020 điểm rồi đạt mốc 1040 điểm rồi thì sau đó như thế nào thì chúng ta đã có những cái phân tích trên biểu đồ Mà trước đây thì Thắng ơi đã có lần public cái video đó Nhưng tuy vậy thì có một vài cái sai sót về đón sóng Đoán tức là gọi là đếm sóng Nên chúng tôi đã tạm ngưng cái video Và sẽ làm lại cái video tương tự như vậy Vào cái cuối của cái nhịp sóng tăng này Dự báo thì cái sóng tăng này có thể sẽ sớm kết thúc Vào nửa đầu tháng 11 Và cũng là cái thời điểm mà những cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được công bố một cách cụ thể và rõ nét hơn và nó cũng là những cái tín hiệu thể hiện cái sự tích cực nhất định trong cái thương mại Mỹ Trung và bên cạnh đó là những cái tín hiệu tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam có cái kết quả kinh doanh tốt và tích cực sẽ hiện hữu rõ nét hơn với ví dụ như là kết quả kinh doanh của FPT của thế giới di động của một số các doanh nghiệp ngành ngân hàng một vài cái doanh nghiệp ngành uh, sữa rồi khá nhiều những doanh nghiệp khác hiện nay thì cũng đã có khá nhiều những cái kết quả kinh doanh rồi nhưng mà anh chị và các bạn cũng vẫn phải lưu tâm cái điều mà chúng tôi vừa nói và đây cũng là những cái lo ngại mà giữa khá nhiều những nhà đầu tư đang quan ngại và đưa ra những câu hỏi với thắng ơi thắng ơi cập nhật nhanh cái tình hình một cái thông tin về cái lo ngại và nói rõ hơn và cụ thể hơn về những cái lo ngại để quý anh chị và các bạn có thể là cũng sẽ định lượng được một phần nào về những cái lo ngại như thế và mong rằng nó đem lại những cái hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn. Hiện nay trên cái nhóm Facebook của Thắng ơi TV thì đã có khoảng hơn 20 bài viết về những cái kiến thức chia sẻ về đầu tư tài chính, kinh doanh và làm giàu. Xin mời, kính mời quý anh chị và các bạn quan tâm thì lên trên Facebook tìm Thắng ơi TV để tham gia nhóm cùng với chúng tôi. Để có những cái chia sẻ, những bài viết cũng như là Thắng ơi sẽ tập hợp những cái bài viết hay và hữu ích Thành một cái loạt bài viết khoảng tầm 100 đến 200 bài viết hay nhất về đầu tư, kinh doanh và làm giàu Để quý anh chị và các bạn có một cái nơi, một cái kênh để đọc, học tập và nghiên cứu Cũng như phục vụ nâng cao cái khả năng, năng lực của mình trong cái việc đầu tư, kinh doanh và làm giàu trong thời gian sắp tới Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video cập nhật cái tình hình thị trường tài chính chứng khoán là bất động sản làm giàu và những cái vấn đề mà chúng tôi cho rằng là nó hữu ích đem lại những cái kiến thức hữu ích nhất định cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới xin chào và hẹn gặp lại